Các bạn đang nghe audio ngôn tình. Hà Môn Tĩnh Sùng, cô vợ ngang ngực của tổng giám đốc thần bí, tác giả Diệp Phi Giả, diễn đầu Loki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình là Loki. Cũng nhiều bạn thắc mắc vì sao thời gian vừa rồi mình đã không đọc một thời gian là khá là dài, vì cũng lý do là đến ngày Tết nhất thì thường bận rộn. Nhưng mà lý do chính của mình là kênh YouTube của mình đang bị scam bởi Thoughtful Media Group. Thế nên các bạn bây giờ để ý vào kênh YouTube của mình, nghe bất kỳ một bộ truyện nào, một tập truyện nào đều không có quảng cáo cả, tại vì mình không có liên kết với bất kỳ một net hay là một công ty hay là Google nào cả. Mình chỉ up video. Thế nên là trong khoảng thời gian vừa rồi mình đã cũng khá là vất vả để đi gửi mail support tới tới net cũng như tới Google để được giải quyết, nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Thì đến hôm nay thì mình cũng đã quyết định là thôi, thì mình cứ thu âm và up lên thôi, chứ mà không stream được. Và trong thời gian tới nếu mà thuận lợi thì mình sẽ gia nhập một cái công ty khác. Thì lúc đó mình sẽ cố gắng là set up cam stream trực tiếp cả mặt của Rocky, cũng như cũng sẽ thử đọc một số thể loại chuyện khác ngoài chuyện ngôn tình. Mong các bạn ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn theo dõi ủng hộ Rocky. Thank you. Tập 32, chương 651, thích hai người. Santini vừa nói, vừa lôi điện thoại di động ra, vừa định gọi đi, bỗng dưng cô ta dừng lại. Không được, không được, bây giờ là buổi tối, người ta chắc có lẽ làm gì đó. Tay Lý Tình Thâm nắm chặt thành quyền, dùng sức. Môi của anh mím chặt, nhìn chăm chăm Santini bằng ánh mắt rét lạnh thấu xương. Quản lý quẩy rượu bóng đêm, vội vội vàng vàng chạy đến. Thấy cảnh tượng như vậy, cúi đầu anh ấy. Các vị thiếu gia, ngại quá, bây giờ tôi liền mang Giản tiểu thư đi. Sau đó vẫy vẫy tay, bảo bảo vệ nhanh chóng rời đi. Lý Tỉnh Thâm đột nhiên mở miệng. Khoan đã. Nói xong anh bước đến chỗ Giản Thần Hy, sau đó vươn tay kéo lấy cô ta, nói với bảo vệ. Các người lui ra hết đi, Giản tiểu thư, chúng ta cần nói chuyện. Lý Tỉnh Thâm không quan tâm mọi người nhìn mình chăm chú, xoay người lôi Giản Thần Hy quay trở về trong phòng. Giản Thần Hy không có sức lực, mặc cho Lý Tỉnh Thâm kéo đi, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm mắng. Nhiệm ca, anh là người đàn ông không có lương tâm. Em yêu anh như vậy, em yêu anh như vậy, anh yêu em một lần, anh sẽ chết sao, sẽ chết sao? Làm mặt mặt thì được sao? Anh yêu cô ta nhiều năm như vậy, anh không thấy mệt sao? Anh yêu một mình em có được không? Anh làm sao có thể tuyệt tình với em như vậy? Em là vợ của anh mà, em mới là vợ của anh. Tổ thần và thần thánh thấy kinh thành ngày, móc tiền đưa cho quản lý đại sảnh, vội vàng đuổi theo. Đợi hai người đuổi đến phòng, liền thấy Lý Tỉnh Thâm vứt Giản Thần Hy ở trên ghế salon. Anh đứng cạnh ghế salon, từ trên cao nhìn xuống cô gái, bên môi nở nụ cười nhạt, gọn gàng dứt khoát hỏi. Cô vừa nói, ai mang làm mặt mặt bỏ trốn? Đầu Giản Thần Hy choáng váng, mở miệng mắng chửi, ngẩng đầu lên nhìn, loáng thoáng thấy trước mặt mình có một người đang đứng. Bộ dáng của anh có chút hoảng hốt. Cô ta giơ tay lên dụi dụi mắt, sau đó phát hiện người đứng trước mặt cô ta càng trở nên rõ ràng hơn. Mặt mũi sáng sủa, nụ cười trong sáng, là Lục Niệm Ca cô ta yêu sâu sắc. Cô ta dùng hết sức lực chống tay đứng dậy, lảo đảo bước đến chỗ Lý Tỉnh Thâm, giơ tay lên muốn sờ lên khuôn mặt người đàn ông, trong miệng không ngừng gọi tên Lục Niệm Ca. Tay cô ta còn chưa chạm đến mặt Lý Tỉnh Thâm, liền bị Lý Tỉnh Thâm giơ tay lên, bắt lấy cổ tay cô ta, dùng sức nắm. Anh nhìn chằm chằm ánh mắt mê say của cô ta, trong mắt ẩn giấu sát ý, hung hăng mang Giản Thần Hy đến ghế salon, vươn tay lấy chai nước đá trên bàn, đổ lên đầu Giản Thần Hy. Giản Thần Hy lắc lắc đầu, dãy dụa lung tung, vừa lên tiếng, nước liền chui vào trong cổ họng, làm cô ta ho khan. Cuối cùng đành phải ngậm chặt miệng, phát ra thanh âm ươm ươm.
Lý Đình Thâm ấn đầu cô ta, không nói lời nào. Đợi đến khi Giản Thần Hy đàng hoàng lại, Lý Đình Thâm mới ném chai nước, đứng dậy, ánh mắt nhìn xuống Giản Thần Hy, lạnh lùng hỏi: "Bây giờ đã tỉnh táo chưa?" Giản Thần Hy bị đổ nước lạnh, tỉnh rượu hơn phân nửa, nghe được giọng nói của Lý Đình Thâm, trong lòng hoảng sợ. Sau đó, thấy bản thân mình đang ở trong một gian phòng. Ngay sau đó nghĩ đến, mình vừa hồ luôn loạn ngữ với Tịnh Thâm nhiều như vậy, sang mặt liền lập tức trở nên trắng bệch, mím chặt môi, không lên tiếng. Lý Đình Thâm đợi một hồi, nhìn Giản Thần Hy không có ý định muốn nói, lại mở miệng một lần nữa, giọng nói trầm trầm: "Còn không tỉnh, Tô Thần, đi lấy thêm bình nước đá tới đây." Giản Thần Hy vừa nghe đến đây, lập tức ngồi dậy, tét chói tai, phòng bị nhìn chằm chằm Lý Tỉnh Thâm, giọng điệu kinh hoàng: "Tôi tỉnh liệu rồi." Lý Tỉnh Thâm không có lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm Giản Thần Hy hỏi: "Làm bạn bạn ở chung một chỗ với ai?" Giản Thần Hy cảm thấy ánh mắt của người đàn ông này rất dọa người, giống như có thể ăn mất người ta, làm cho cô ta rất hoảng sợ. Anh sốt ruột vì Lam Mạt Mạt như vậy. Nếu như biết Lam Mạt Mạt ở chung một chỗ với Lục Niệm Ca, vậy anh ta có thể ức hiếp Lục Niệm Ca hay không? Đáy lòng Giản Thần Hy thấp thỏm, cắn cắn môi dưới, suy nghĩ làm sao để lừa gạt Lý Tỉnh Thâm. Ai ngờ Lý Tỉnh Thâm đã sớm mất hết kiên nhẫn, trong lúc bất chợt đã tới trước mặt cô ta, vươn tay bóp cổ của cô ta, lớn tiếng hỏi: "Có phải Lam Mạt Mạt ở chung một chỗ với Lục Niệm Ca hay không?" Giản Thần Hy thở không được, cô ta chỉ lắc đầu một cái. Lý Tỉnh Thâm hé mắt, cắn răng nghiến lợi nói: "Tôi hỏi cô, có phải Lam Mạt Mạt ở chung một chỗ với Lục Niệm Ca hay không? Có phải hay không?" Tổ thần và thần thánh thấy vậy nên vội vàng tiến đến, muốn kéo Lý Tỉnh Thâm ra. Nếu để như vậy thì Giản Thần Hy đang còn sống sờ sờ sẽ bị ảnh bóp chết. Lý Tỉnh Thâm không muốn hợp tác, bóc cổ Giản Thần Hy như cũ. Giản Thần Hy không thể thở, khó có thể hình dung được loại cảm giác khó chịu này như thế nào. Cuối cùng, cô ta cũng không chịu được khóc lên: "Tôi nói. Lúc này, sức lực Lý Tỉnh Thâm mới hơi buông lỏng ra một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Giản Thần Hy. Giản Thần Hy yếu đuối mở miệng: "Là Mạt Mạt đang ở Vân Nam, Lục Niệm Ca cũng ở Vân Nam." Giản Thần Hy lựa chọn nói thật, vậy mà lời của cô mới nói ra được một chút lại đột nhiên không phát ra được tiếng tiếp theo. Bởi vì trong nháy mắt, ánh mắt Lý Tỉnh Thâm sắc bén giống như lưỡi dao hung hăng nhìn chằm chằm cô ta, làm cho cô ta giống như đứng trong sự vây quanh của hàng vạn thanh kiếm. Cô ta mím môi, dùng hết toàn lực tiếp tục mở miệng nói: "Nhưng mà bọn họ có ở cùng nhau hay không thì tôi không biết, những lời vừa rồi của tôi chỉ là suy đoán mà thôi." Ánh mắt của Lý Tỉnh Thâm thay đổi tốt hơn nhiều, nhưng giọng nói vẫn lạnh lẽo như cũ: "Theo những gì cô vừa nói, tức là cô có thể biết được Lục Niệm Ca đang ở chỗ nào. Thế là như thế nào?" "Tôi..." Giản Thần Hy vừa muốn nói lên áo, nhưng khi nhìn đến ánh mắt của Lý Tỉnh Thâm đang trầm xuống, thân thể cô ta co rúm lại, lập tức bất tên lời nói thật: "Là tôi cài hệ thống định vị ở trong điện thoại của Lục Niệm Ca, nên có thể tra được vị trí cụ thể của anh ấy." Lúc này Lý Tỉnh Thâm mới từ từ buông lỏng cổ Giản Thần Hy ra, từ từ rời khỏi Giản Thần Hy. Giản Thần Hy cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cô ta vươn tay lên vuốt cổ, đáy lòng nghĩ: người đống này thật là đáng sợ, so với cái chết còn đáng sợ hơn. Giản Thần Hy vừa mới thở vào nhẹ nhõm, trong lúc bất chợt, điện thoại di động của cô ta lập tức rơi xuống trước mặt cô ta. Thân thể cô ta run run, ngẩng đầu lên run rẩy, lại không hiểu nhìn Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm không có một chút thương hòa tích ngọc, trực tiếp mở miệng ra lệnh: "Gọi điện thoại tra được chỗ ở cụ thể của Lục Liệm Ca." Vào giờ phút này, Giản Thần Hy không dám không nghe theo. Cô ta cực kỳ nghe lời, nhặt điện thoại di động lên, tìm được số điện thoại của thầy Lương, lập tức gọi đi. Điện thoại vừa mới đổ chuông, Giản Thần Hy còn chưa có lên tiếng, Tô Thần đã đi tới chỗ của cô, từ từ cướp đi điện thoại di động trong tay cô ta, giọng nói bình thường nói: "Tôi là Tô Thần." Phía bên kia thấy thầy Lương cho là Giản Thần Hy gọi điện thoại tới, vừa định mở miệng, chẳng lúc bất chợt nghe được tên của Tô Thiếu Gia, đấy là một mảnh kinh ngạc, giọng nói cũng cung kính: "Tô Thiếu Gia."
Điều tra vị trí cụ thể của Lục Niệm Ca, lúc nào cũng phải chú ý tới hành động của anh ta, sau đó báo cáo với tôi, nhớ số điện thoại của tôi. Giọng nói của Tô Thần tự nhiên phun ra một dãy số, lập tức ngắt điện thoại. Qua 2 phút, điện thoại Tô Thần lại vang lên, mở ra là Lương Tiên Sinh gọi tới, gửi tới một cái bản đồ, phía trên có một chỗ đánh dấu nào đó, biểu thị vị trí hiện tại của Lục Niệm Ca. Tô Thần đưa di động cho Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm hờ hững, nhìn thêm vài phút đồng hồ mới mở miệng. Chuẩn bị đi, tôi muốn đi Vân Nam một chuyến. Thật ra là Mạt Mạt đã đi đến Vân Nam, đã từng bắt gặp Giản Thần Hy, toàn thân xích lõa xuất hiện tại biệt thự Lục Niệm Ca. Lúc đó cô ta cũng chạy trốn tới Vân Nam. Thành cổ Lệ Giang là một nơi thu hút ở Vân Nam, cũng là một nơi hết sức thần kỳ. Tảng đá xanh bên đường, tiếng nước chảy từ lâu đã được ngâm thành thơ. Không chỉ vậy, ở đây còn có các tòa thành cổ. Nhìn lại dọc theo đường phố xưa cũ, mỗi một chỗ hình như cũng có thể gọi tới nhớ đến lịch sử. Mỗi một khối gạch vuông hình như cũng ghi lại truyền thuyết xinh đẹp. Xa xa có thể thấy bông tuyết trắng xóa trên núi tuyết ngọc long. Là Mạt Mạt đi từ thành phố Bắc Kinh lấy máy bay, một nháy mắt đã tới nơi. Cô đến Lệ Giang trước tiên là tìm cho mình một khách sạn, là khách du lịch, không cần thẻ căn cước, vừa đúng có thể phòng ngừa bị người ta quấy rầy. Sau lưng khách sạn có con suối chảy qua. Lệ Giang ấm hơn thành phố Bắc Kinh rất nhiều. Vẫn là Mạt Mạt chỉ mặc một cái quần dài, tay áo ngắn là được. Buổi chiều cô ra cửa, đặc biệt mua một cái mũ, mang ở trên đầu che đi hơn nửa ánh mặt trời, đi bộ dọc theo con đường đá xanh. Lệ Giang có rất nhiều người, ở Trung Quốc, người ngoại quốc, trùng tây kết hợp, nhưng cũng không làm cho người ta có cái cảm giác khó chịu, ngược lại lại cảm thấy rất hài hòa, dường như đây là chuyện bình thường. Ngày hôm sau là Mạt Mạt đi túi tuyết ngọc long. Ngày kế vì mệt mỏi nên trở lại khách sạn để ngủ. Ngày thứ ba cô đi Vân Nam Đại Lý. Ngày thứ tư trở lại Lệ Giang. Là Mạt Mạt rảnh rỗi tới nhàm chán, đi đến tiệm sách gần khách sạn. Thật ra thì Lệ Giang rất thích hợp để an tĩnh, ngẩn người. Đặc biệt là Mạt Mạt còn chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ. Ánh mặt trời sáng rực chiếu vào, lặng lặng chiếu lên người, mọi thứ dường như trở nên tốt đẹp hơn. Cô cầm một quyển sách, từ từ đọc nó. Cảm giác an nhàn này làm cho cô tạm thời quên mất những phiền loạn và lẫn lộn mà thành phố Bắc Kinh mang lại. Ngoài cửa có chàng trai đeo một cây đàn guitar, cầm một cái máy chụp hình, vừa đi vừa chụp. Cuối cùng, tầm ngắm của ống kính ngừng lại trên người cô gái phía sau cửa sổ thủy tinh trong tiệm sách. Chàng trai trẻ tuổi ngẩn người, cầm máy chụp hình, nhìn về phía là Mạt Mạt bên trong cửa sổ, trong lúc bất chợt lên vành môi nở nụ cười. Thật trùng hợp, không nghĩ tới hôm nay lại có thể gặp lại người hát song ở trên đường phố thành phố Bắc Kinh đã từ biệt ngày nào đó. Cậu ta nhớ rõ ngày đó gặp cô gái kia, khi đó danh tiếng của cô đang ở đầu sóng ngọn gió, toàn thân cô buồn bã và cô đơn. Cùng cậu ta đi bộ hát song một buổi chiều, cùng cậu ta rất nhiều. Cô nói chuyện giọng nhẹ nhàng, lôi cuốn, không nói liên miên. Nếu như không phải gió đêm thổi bay cái mũ cậu ta, cậu ta cũng không biết âm thanh đó chính là cô gái rất đẹp trình bày ca khúc Tha Thứ. Cậu ta những tưởng rằng chỉ là bèo nước gặp nhau, giao tình nhạt như nước, vậy mà ai ngờ có thể nhưng lại thay đổi vận mệnh của cậu ta. Cô là gì của cậu ta chứ? Là nữ thần may mắn. Nếu như không phải cô, em gái của cậu ta cũng sẽ không được cứu chữa. Vẫn luôn muốn có cơ hội đến gần cô nói lời cảm ơn, nhưng giữa cô và cậu ta có sự chênh lệch khá xa, giống như không thể chạm tới. Cũng không nghĩ đến thế nhưng có thể gặp lại cô một lần nữa giữa thành cổ Lệ Giang xinh đẹp này. Cậu thanh niên trẻ tuổi đốt một điếu thuốc, lười biếng dựa cả người vào vách tường màu xanh hút thuốc, nhìn chằm chằm cô gái an tĩnh đọc sách. Cô hôm nay lộ ra khuôn mặt ra ngoài, cậu ta mới phát hiện thì ra là cô gái xinh đẹp tinh xảo như thế. Người ta nói Lệ Giang là đất điểm ngộ, xem ra đây chính là diễm ngộ của cậu ta đi. Lúc là Mạt Mạt đọc xong quyển sách,
đã là ban đêm. Cô lười biếng cử động thân thể, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, nghiêng đầu nhìn chằm chằm phong cảnh tuyệt đẹp ngoài cửa sổ. Đến ngây người đi, ánh mắt dần dần trở nên hoảng hốt. Đã rời khỏi thành phố Bắc Kinh 4 ngày rồi, cô ước chừng tắt máy cũng 4 ngày rồi, có chứ không biết có ai tìm cô hay không. Đáy lòng cô rõ, người kia chỉ là người nào. Vốn là quên được người đó ở trong ngắn ngủi, nhưng bây giờ nỗi nhớ càng khắc sâu thêm. Cô mang theo tầng tầng lớp lớp buồn bã và những vết thương chẳng chỉnh, móc điện thoại trong túi ra, để trên tay, xuyên truyền thật lâu, rốt cuộc mới nhấn nút mở máy. Sau khi mở máy, thấy rất nhiều tin nhắn được truyền đến, đều là nhắc nhở bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi từ số này vào giờ ngày. Điện thoại tích tích vang lên, rất lâu mới yên tĩnh trở lại, đều là Lý Tỉnh Thâm gọi đến. Là mặt mà không phân biệt được rốt cuộc cảm giác đáy lòng mình là như thế nào. Cô lười biếng đặt điện thoại sang một bên, sững sờ ngây ngô. Một lát sau, điện thoại lại phát ra một giọng nói. Là mặt mặt hồi lâu, mũi cúi đầu xuống nhìn, là WeChat. Anson gửi đến tin thứ nhất. Em đang ở đâu? Sau đó là: có ở đây không? Tôi rất lo cho em. Là mặt mặt nhìn những dòng chữ này, chợt phát hiện hình như có chút bất đồng. Nếu như trước đây cô nhìn thấy những thứ này, tự nhiên đánh lòng ấm áp, mặt mỉm cười. Nhưng vào giờ phút này, cô cảm giác vô vị tẻ nhạt làm sao. Rõ ràng trong thời gian trước, khi cô đang rối rắm giữa hai người Anson và Lý Tịch Thâm, tại sao bây giờ cô có thể nhưng phát hiện đáy lòng của mình hình như đã dần dần mất đi thăng bằng ổn định. Rõ ràng là Anson vẫn chờ cô như ngày trước. Cô đem toàn bộ hạnh phúc dưới đáy lòng mình vì mình tìm một cái cớ. Nói cho cùng, cũng không phải là cô thay lòng đổi xa, chỉ là cô và Lý Tỉnh Thâm xảy ra chuyện như thế. Tâm tình khó tránh khỏi, mất ổn định, có chút không kiềm chế được nỗi lòng của mình. Vậy mà cuối cùng vẫn phát hiện ra, cô không thể không thừa nhận, căn bản không cách nào lừa bản thân. Vào giờ phút này, vị trí của Lý Tỉnh Thâm trong lòng cô đã hơn hẳn Anson. Ngón tay La Mạt Mạt run rẩy nhìn xuống tin nhắn WeChat. Ngay sau đó, cả người cô ngây ngẩn. Mạt Mạt, chúng ta gặp nhau đi. Hai người ký hiệp nghị, một khi nói gặp mặt, đại biểu cái gì? Đại biểu anh có lòng với cô. Nếu như đổi lại trước đó, cô và Lý Tỉnh Thâm không lên giường với nhau, Anson nói với cô những lời này, cô tất nhiên rất vui mừng hớn hở đồng ý. Phải biết, cô đã từng suy nghĩ muốn gặp anh một lần, nhìn một chút xem dám giấc của anh như thế nào. Hôm nay anh nói muốn gặp cô một lần, thế nhưng cô lại phát hiện ra mình trần trờ. Cô không phân biệt rõ rốt cuộc còn thích Anson hay không. Lại mặt mặt thở dài một cái, tắt điện thoại, rút tiền đặt ở trên bàn, đi ra ngoài. Lúc này sắc trời đã tối, dọc theo con đường không dễ đi, đi đến khu quầy rượu Lệ Giang. Khắp nơi xa hoa trị lạc, ca nhạc phiêu lãng. Là mặt mặt tâm tình phiền não, tùy ý chọn một phần đi vào. Bên trong âm nhạc huyên náo, là mặt mặt vùi đầu vào trong óc, suy nghĩ lung tung. Dung mạo của cô xinh đẹp, nơi này rất nhiều người nước ngoài không ngừng tiến vào làm quen với cô. Cô hững hờ, chỉ không ngừng uống rượu. Cô những tưởng rằng uống rượu say là có thể quên đi hết phiền não, nhưng cô phát hiện cô càng uống càng tỉnh táo. Uống đến cuối cùng, cô úp mặt thấp xuống bàn khóc. Ngồi bên cạnh cô là một bé trai còn trẻ, nhìn cô khóc rất đau lòng, liền gọi phục vụ đến, yêu cầu một xấp khăn giấy, rút ra đưa cho La Mạt Mạt. La Mạt Mạt nhận lấy khăn giấy, lau nước mắt, lại tiếp tục khóc. Cậu thanh niên trẻ tuổi không ngừng đưa khăn giấy cho cô. Cô cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc La Mạt Mạt khóc đủ rồi, cũng không thèm liếc nhìn cậu thanh niên đưa khăn giấy cho cô, nói thẳng một câu cảm ơn, liền xoay người tránh ra. Cậu thanh niên nhìn khăn giấy trên bàn bị cô gái lau qua nước mắt, hơi hơi nhíu mày, rốt cuộc xảy ra chuyện gì để cho cô phải khóc đau lòng như vậy. Giống như thất tình, cậu thanh niên nghĩ tới đó, đáy lòng có chút khổ sở. Cuối cùng vẫn bưng một ly rượu, uống một hơi cạn sạch, sau đó vác đàn guitar của mình lên, đuổi theo. Là mặt mặt một mình trở về khách sạn,
Lúc này mới có 9 giờ tối. Với lệ giang mà nói, sắc trời còn sớm, còn có rất nhiều người ở trong quầy rượu, cho nên ở đây lại càng rất ít người. Đi đến khách sạn cần phải qua một chiếc cầu. Chân cầu là cửa chính của khách sạn, cầu hình vòng rất ngắn. Là mặt mặt từ từ đi lên, Linh nhìn trước cửa khách sạn, đèn đuốc sáng trưng, người đứng kia. Là mặt mặt bỗng cảm thấy thật có chút buồn cười. Thế nào ở nơi này, cổ lệ thành lệ giang xa ngoài ngàn dặm cũng có thể gặp được Lục Niệm Ca. Lục Niệm Ca vốn dựa vào xe, thấy là mặt mặt đứng trên cầu, anh ta liền đứng thẳng người, từ từ xoay người, đối mặt với là mặt mặt. Ở khoảng cách xa như thế, nhìn cô thật sâu. Là mặt mặt chỉ dừng lại mấy giây, bèn giả vờ như không nhìn thấy Lục Niệm Ca, nhấc chân bước đi. Ai ngờ Lục Niệm Ca vẫn nhìn chăm chăm vào cô rất lâu. Khoảnh khắc cô bước qua kia, bất chợt vươn tay bắt lấy cổ tay cô. Mặt mặt, thật là đúng gì? Là mặt mặt cau mày, do uống rượu có chút say, không còn sức né tránh, hơi dãy rủa, căn bản không làm nên chuyện gì. Cuối cùng chỉ có thể tức giận nói: Tôi không thích sự trùng hợp như thế này. Lục Niệm Ca không nói gì, nắm chặt cổ tay là mặt mặt, nhìn cô. Cô không biết anh ta tìm cô bao lâu, anh ta cầm tấm hình của cô đến từng khách sạn để hỏi. Cô không biết anh ta nhớ cô bao nhiêu. Khi anh ta biết cô ở cùng một khách sạn với anh ta, đấy lòng anh ta có bao nhiêu hưng phấn và kích động. Là mặt mặt dùng sức ra giận, nhưng làm thế nào cũng không thoát khỏi tay anh ta. Cô tức giận nhìn Lục Niệm Ca, lại phát hiện ánh mắt người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào cô. Ánh mắt ấy giống như mặt nước hồ thu phẳng lặng, bên trong dịu dàng, hơi sáng. Đã nhiều năm như thế, là mặt mặt nghĩ, ánh mắt của Lục Niệm Ca vẫn không có chút thay đổi. Rõ ràng anh ta đã làm nhiều chuyện buồn nôn như thế. Anh ta không có phẩm hạnh của mình, nhưng ánh sáng nơi đáy mắt anh ta có thể giải thích sau đây vẫn dịu dàng trong ôn hòa như thế. Cô đã từng vì đôi mắt này yêu một người như thế. Yêu. Lúc nào mặt mặt nghĩ đến chữ này, hàng lông mày hơi nhíu lại, đáy lòng có ý tưởng kỳ quái. Đúng thế, cô nhớ rất rõ, cô đã từng yêu Lục Niệm Ca. Cô cũng đã mặt đỏ tim đập trong nụ hôn của anh ta. Cô bây giờ sao đây? Vừa gặp chuyện rối rắm như vậy, cô cảm giác mình yêu Lý Tỉnh Thâm còn nhiều hơn cả Anson. Đây rốt cuộc là phản ứng chân thật của nội tâm, hay cô ảo giác do cô đã lên giường với Lý Tỉnh Thâm vậy? Cô có thể nào trong vòng nửa năm ngắn ngủi có thể yêu hai người đàn ông, lại cùng có thể lên giường với hai người đàn ông này, nhất là Lý Tỉnh Thâm? Vẫn là cô chủ động vuốt ve anh, là trong xương của cô cũng có tính lẳng lơ hay sao? Cô biết rõ hiện tại cô không yêu Lục Niệm Ca. Nếu như cô và Lục Niệm Ca hôn môi còn có cảm giác như vậy, không phải là có thể chứng minh tất cả hay sao? Là mặt mặt nghĩ tới đây, đột nhiên nhón chân lên, từng chút tới gần cánh môi Lục Niệm Ca. Trong nháy mắt, Lục Niệm Ca sửng sốt, không né tránh, đáy mắt rực sáng lưu chuyển. Khi là mặt mặt cách cánh môi Lục Niệm Ca một khoảng rất gần, cô lại không thể nhích tới gần nữa. Cô nhắm mắt lại, đáy lòng không ngừng dãy rủa. Trong mắt Lục Niệm Ca nhẹ nhàng lóe lên, giơ tay kéo đầu lăm mặt mặt lại. Hai mắt từ từ nhắm lại, đổi bị động sang thế chủ động, tới gần cánh môi là mặt mặt. Là mặt mặt không né tránh, cô có thể cảm thấy múi môi của anh cách môi của cô ngày càng gần. Cô lại phát hiện đáy lòng mình không hề có một bất kỳ run rẩy và rung động nào, chỉ có loại vô cùng ghê tởm, chán ghét. Do uống rất nhiều rượu vào bụng, nhất thời từng đợt sóng biển cuộn trào. Khi múi môi của Lục Niệm Ca đụng vào cánh môi của cô, trong lúc bất chợt, cô giơ tay lên, mạnh mẽ đẩy anh ta ra, cúi người nôn ra ngoài. Sắc mặt Lục Niệm Ca trở nên xanh mét, là mặt mặt khom người, vừa nôn vừa cảm thấy đầu óc choáng váng. Thì ra là hôn môi cùng với ân ái chỉ cùng với người mình yêu mới có cảm giác. Nhưng nếu như người đó không phải là người yêu, đáy lòng chỉ là ghê tởm và chán ghét. Cô Phèn Sơn cũng đã bỏ lỡ. Đã muộn, đã quá muộn. Bây giờ anh yêu cầu gặp mặt với cô, đã quá muộn. Cô không đơn thuần chỉ yêu người đàn ông khác, lại còn cùng người đàn ông kia làm chuyện thân mật như vậy. Cô đã không thể đối mặt với anh. Quan trọng hơn là cô yêu Lý Tỉnh Tâm so với yêu anh còn sâu hơn nhiều.
Nếu không, lúc cô hôn Lý Tĩnh Tâm sẽ không trầm luân trong đó. Đúng vậy, ở đâu có một người cùng lúc thích hai người chứ? Một người chỉ có một tâm, chỉ có thể để cho một người. Những cái được gọi là đồng thời thích hai người đều là giả dối. Bởi vì nếu quả thật thích người đầu tiên thì tại sao lại thích người thứ hai đây? Người thứ hai sớm muộn cũng sẽ từ từ thay thế người thứ nhất. Thừa nhận đi, là Mặt Mặt, mày thích Lý Tĩnh Tâm. Cái nhận thức này khiến đáy lòng Lam Mặt Mặt tràn đầy đau khổ và hổ thẹn. Lam Mặt Mặt nghĩ đến Anson đối tốt với mình lâu như vậy, mà bây giờ cô lại chỉ có thể đả thương anh. Trơ mắt nhìn lòng của cô từng chút chuyển tới trên người Lý Tĩnh Tâm. Cô không có mặt mũi nào đối với Anson nữa rồi. Lam Mặt Mặt thấy cô xấu xa như vậy thì nên đối mặt với Lý Tĩnh Tâm như thế nào? Lam Mặt Mặt nghĩ đây chính là cái gọi tự mình làm bậy thì không thể sống được. Ai bảo cô không quản được tim mình đi yêu người lung tung, ba tâm hai ý, đáng đời đến cuối cùng một người đàn ông cũng không giữ được. Đó là vì gieo gió sẽ gặt bão. Lam Mặt Mặt cười tự giễu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Lục Niệm Ca nói: nhìn thấy không, tôi đối với anh nửa chút cảm giác cũng không có. Tôi hôn anh tôi đều cảm thấy buồn nôn. Sau mặt Lục Niệm Ca chợt tái nhợt, Lam Mặt Mặt chỉ khẽ nhếch môi rồi xoay người đi, đi vào trong khách sạn. Lục Niệm Ca nhìn ánh đèn của Lệ Giang xinh đẹp phủ hoa. Lục Niệm Ca đốt một điếu thuốc, từ từ hút. Xa xa trong quán rượu, có ca khúc không ngừng chuyển ra, là Lương Tĩnh Như, đáng tiếc không phải anh. Lục Niệm Ca nghe bài này cũng nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, nhớ lại lần đầu tiên Lam Mặt Mặt và anh dắt tay, nhón chân lên chủ động hôn khóe môi anh ta. Khi đó anh ta cảm thấy thế giới vô cùng yên tĩnh và tốt đẹp. Thậm chí cho tới hiện tại, anh ta có thể rõ ràng cảm thấy loại cảm xúc xúc động đó. Cho nên hôm nay, anh ta vẫn còn cảm thấy hơi thở của cô vẫn còn thoáng qua trên môi. Anh giơ tay lên, nhẹ nhàng đung đưa khóe môi. Sau đó nghĩ, anh ta yêu Lam Mặt Mặt là thật sự rất yêu. Nếu không, anh ta trong lúc cô không muốn lên giường với mình lại thuận theo ý cô, thật sự không mạo phạm cô. Một người nông cùng với một người phụ nữ ở chung một chỗ, không cùng cô làm những chuyện nam nữ vui thích, chỉ có hai loại có thể. Một loại là không có hứng thú, một loại là rất ưa thích. Mà anh ta đối với Lam Mặt Mặt tuyệt đối là loại thứ hai. Lúc ấy anh cảm thấy Lam Mặt Mặt thật sạch sẽ. Anh và cô nói yêu thương 3 tháng mới dắt tay của cô. Anh còn nhớ rõ lúc đấy anh ta còn nơm nớp lo sợ, chỉ sợ sẽ làm hủ cô gái xinh đẹp tinh khiết đó. Khi đó cô là một cô gái đẹp nhất ở trong tình yêu, cô gái mà cả đời anh cảm thấy chân quý nhất. Chỉ tiếc anh là một người đàn ông bình thường, không chống cự nổi dụ hoặc. Giọng của Lương Tĩnh trong trẻo dịu dàng từ xa lượn lờ truyền đến. Cố gắng thay đổi vì em lại không biết được, cho dù anh ở bên cạnh em đó cũng coi là việc tình viễn, giống như vẫn là ngày hôm qua. Nhưng ngày hôm qua đã vô cùng xa xôi, nhưng ánh mắt nhắm lại anh còn có thể thấy được. Đáng tiếc không phải anh, vì đến cuối cùng anh đã từng đi lạc con đường khác. Lục Niệm Ca lắng nghe liền ngồi xổm xuống, vẻ mặt anh ta rất tỉnh táo, không có ai biết trong lòng coi anh ta rốt cuộc khó khăn bao nhiêu. Vào giờ phút này, cái gì anh ta cũng không muốn, anh ta chỉ muốn thời gian có thể đảo lại, người nào có thể giúp anh ta khiến thời gian đảo ngược. Anh ta chậm rãi cúi đầu, giơ tay lên bưng kín mặt. Không bao lâu anh ta liền phát hiện trong lòng bàn tay mình toàn bộ đều là nước mắt. Bên tai của anh lúc bất chợt liền phảng phất vọng lên một vài câu: Lục Niệm Ca, em thích anh. Lục Niệm Ca, chờ chúng ta kết hôn, chúng ta sinh hai đứa bé, một đứa bé trai, một đứa bé gái. Con trai gọi là Lăng Ái Ca, con gái gọi là Lục Ái Mạt. Lục Niệm Ca, chẳng lẽ anh không có phát hiện hôm nay em có gì khác sao? Lục Niệm Ca làm thế nào, nhất định cuộc thi ngày mai em phải nợ môn rồi. Lục Niệm Ca. Anh ta mở to miệng, trong miệng vẫn không ngừng nhớ tới hai chữ Lam Mặt Mặt từng nói. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Anh liền khóc không ra tiếng. Anh ta nói: thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi Lam Mặt Mặt. Anh thật sự rất yêu em. Anh thật là yêu em. Anh là thật yêu em. Chỉ thích anh là thật yêu em, nhưng vẫn vứt
bỏ lại em. Lần đầu tiên Lý Đình Thông tới Lệ Giang, đã chạy thẳng tới khách sạn chỗ La Mặt Mặt ở. Anh cho tài xế dừng xe ra, mình cất bước đi tới. Chỉ mới 10 phút, tài xế đã nhìn thấy Lý Đình Thông trở về. Sắc mặt của anh vô cùng dọa người, đôi mắt ảm đạm không có ánh sáng. Cái người đó lúc vừa đi toàn thân mang theo sắc thái thanh cao, bước chân vội vã. Vào giờ phút này, toàn thân đã không còn bất kỳ sức lực rực rỡ. Ở Lệ Giang, nhiều ánh đèn khác màu chiếu xuống, sắc mặt anh thấy vô cùng tái nhợt. Bước chân anh trở về, cùng với sự vội vã ban nãy, lại có tư thái như chạy trối chết. Anh mở cửa xe ra, ngồi xuống. Anh không mở miệng, tài xế cũng không dám nói chuyện. Tài xế biết lần này Lý thiếu gia tới Lệ Giang là tìm Lăng tiểu thư, đã tra ra được Lăng tiểu sư ở khách sạn. Lý thiếu gia xuống máy bay cũng không kịp nghỉ ngơi và ăn bữa tối, liền phong trần đi tìm Lăng tiểu thư. Nhưng tại sao Lý thiếu gia lại một mình trở lại đây? Tài xế không dám hỏi, bởi vì ông ta chưa bao giờ từng thấy bộ dáng Lý thiếu gia như vậy, bộ mặt như tro tàn, không có sức sống. Thời gian từng chút như dòng nước chảy qua. Thật lâu sau đó, cuối cùng tài xế vẫn phải đánh vào, hỏi một câu. Lý thiếu gia, chúng ta nên đi đâu? Đôi mắt Lý Tỉnh Thâm cũng không có chuyển động, cứng ngắc ngẩng đầu lên. Một hồi lâu, anh mới mở miệng, trong giọng kèm theo một chút nghẹn ngào. Sân bay. Tài xế cũng không dám thở mạnh nữa, chạy xe, lái thẳng về sân bay lần nữa. Lý Tỉnh Thâm nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Anh không hiểu giờ phút này, trong lòng anh rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Có lẽ không muốn nghĩ gì cả. Anh vẫn cho là người đàn ông trong lòng cô đã hoàn toàn biến mất. Khi anh thấy cô nhón chân hôn Lục Niệm Ca, đầu óc anh chỉ còn lại trống rỗng. Cũng không biết qua bao lâu, điện thoại di động của anh vang lên. Anh cứng ngắc móc điện thoại di động ra, là tin nhắn của cô gửi đến, chỉ có ba chữ đơn giản: thật xin lỗi. Tay Lý Tỉnh Thâm cầm điện thoại di động, bắt đầu dùng sức. Đến sân bay, Lý Tỉnh Thâm lên phi cơ, quay về thành phố Bắc Kinh. Tần Thánh và Tô Thần thấy anh quay về một mình, kinh ngạc, im lặng không một tiếng động, hỏi tài xế đi cùng. Tài xế lắc đầu không biết chuyện gì xảy ra, chỉ đem những thứ anh ta thấy được, nói cho Tô Thần và Tần Thánh nghe. Tô Thần và Tần Thánh nghe xong, vẫy vẫy tay, đuổi người đi. Tô Thần và Tần Thánh rất thông minh, chỉ nghe tài xế miêu tả nên suy đoán được đại khái. Tô Thần mở miệng hỏi. Lục Niệm Ca ở cùng cô ấy sao? Lý Tỉnh Thâm gật đầu một cái, không lên tiếng. Bên trong nhà rơi vào một mạch yên tĩnh. Lý Tỉnh Thâm không nói gì như cũ, trong lòng lại nghĩ, là anh sẽ làm như thế nào? Ban đầu ở Lệ Giang, anh nhìn thấy một màn kia, trong đầu rối loạn, mù mịt quay về thành phố Bắc Kinh. Anh tỉ mỉ suy nghĩ lại một lần nữa thời gian hai bọn họ tiếp xúc. Anh không tin trong lòng cô không có sự hiện hữu của anh. Có lẽ cô cũng không thích anh như vậy. Có lẽ cô vẫn còn yêu Lục Niệm Ca. Bất luận loại nào, anh nghĩ lần này anh cũng không thể bị động. Chuyện đến bước này, Lý Tỉnh Thâm nghĩ anh phải đi tiếp. Nếu không, anh chỉ có thể làm chính mình đẩy mình vào chỗ chết. Yêu số đậm mới cảm thấy thật chân quý. Rất nhiều người không hiểu được quý trọng lúc ấy. Chỉ có lúc mất đi mới nhận ra, người không quan tâm nhất mới là chân quý nhất. Nghĩ đến đây, Lý Tỉnh Tâm bỗng dưng mở miệng nói. Tô Thần, đặt máy bay cho tôi. Tôi muốn quay về Mỹ, ngày mai sẽ đi. Tần Thánh kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn Lý Tỉnh Tâm nghẹn ngào hỏi. Cậu muốn bỏ đi sao? Yêu 10 năm, 10 năm yêu, cứ như vậy bỏ đi sao? Nhưng mà Tần Thánh nghĩ lại, lại cảm thấy không bỏ thì phải làm sao? Không yêu chính là không yêu. Lý Tỉnh Thâm mạnh hơn Lục Niệm Ca, nhưng trong mắt Man Nam Mạt, người cô yêu mới là tốt nhất. Vậy mà Tần Thánh nghe được câu trả lời ngoài dự đoán. Không, tôi chỉ muốn lui từng bước tranh thủ. Tần Thánh Tô Thần không hiểu. Mất đi mới biết quý trọng, Lý Tỉnh Thâm thản nhiên giải thích. Thật ra thì không biết yên lặng lui ra khỏi cuộc sống của cô có bao nhiêu phần trăm tỷ lệ thành công, nhưng chỉ một phần trăm nhỏ nhoi, anh vẫn muốn thử. Ngàn dặm xa xôi đuổi theo đến Lệ Giang, lại nhìn thấy người mình yêu ở cùng một chỗ,
với người đã từng yêu sâu đậm. Đổi lại là ai cũng cảm thấy mình hoàn toàn không có hy vọng. Yêu 10 năm, đổi lại là người nào nhìn thấy cảnh tượng như vậy sớm đã mệt mỏi ấy chứ. Nhưng mà người đàn ông này không có. Ngược lại, anh còn đang suy nghĩ làm sao có thể lấy lại được. Người đàn ông này tỉ xa mạnh mẽ như thế, nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng không muốn buông tha. Thật ra thì bọn họ không biết vứt bỏ so với truy đuổi còn có đau lòng đến không muốn sống. Là mặt mặt không biết nên cự tuyệt Anson như thế nào. Cô ở trong phòng lăn lộn suy nghĩ thật lâu, cuối cùng chỉ nhắn cho Anson 3 chữ: thật xin lỗi. Anh không có trả lời. Cô nghĩ anh là người thông minh như vậy, nhất định hiểu được ý cô. Thật ra thì anh không biết là cô thật sự xin lỗi. Là mặt mặt nằm trên giường, trong lòng tràn đầy tự trách. Cô biết không ai biết cô yêu Lý Tỉnh Thâm, cũng không ai biết cô yêu Anson, không ai có chỉ trích cô. Chính vì như vậy, trong lòng của cô mới trách móc chính mình, thậm chí trách móc nặng nề hơn. Cô không xứng với Lý Tỉnh Thâm. Nếu như ngày nào đó cô không lên giường với anh, bây giờ cô còn có thể chấp nhận yêu Anson, sẽ không phụ lòng Anson, sẽ không làm thương tổn trái tim anh. Nhưng mọi thứ đều đã quá muộn, tất cả đều đã kết thúc rồi. Là mặt mà chằn trọc chờ mình suy nghĩ, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Cô bỏ dậy từ trên giường, mở cửa lại thấy một cô gái nói: xin hỏi là mặt mặt tiểu thư sao? Là mặt mặt gật đầu một cái. Cô gái đưa cho cô một phong thư. Đây là của một đứa bé bảo tôi đưa cho cô. Trong lòng là mặt mặt nghi ngờ nhận lấy. Cảm ơn cô gái nhẹ nhàng đóng cửa, mở cửa phong thư ra. Bên trong là một cái USB. Cô vội vàng mở máy tính, cắm USB vào, phát hiện bên trong có mấy tấm hình. Là mặt mặt mở ra, sắc mặt tái nhợt. Hình kia là ảnh cô chụp chủ động hôn Lục Niệm Ca. Sau lưng bọn họ là người đàn ông mà cô quen thuộc, Lý Tỉnh Thâm. Anh đến Vân Nam sao? Anh đến tìm cô sao? Tại sao anh lại đến tìm cô? Trong lòng là mặt mặt đầy nghi ngờ, mở ảnh tiếp theo. Bên trong là hình Lý Tỉnh Thâm mà xám như tro tàn. Ánh mắt của anh mang theo bi thương thật sâu. Trong lòng là mặt mặt hồi hộp. Sau đó, cô tiếp tục mở hình phía dưới, là bóng lưng Lý Tỉnh Thâm xoay người rời đi. Tấm lưng kia ở trong hình mang theo đau thương và cô đơn. Trong lòng cô đau đớn. Là mặt mặt nghĩ, Lý Tỉnh Thâm thích cô sao? Không phải anh thích một cô gái khác sao? Không lẽ anh cũng thay đổi giống như cô? Những điều này cũng vô ích. Cô không xứng với anh. Có một số việc mặc dù anh không ngại nhưng cô để ý. Nhưng bây giờ cũng tốt. Anh đối với cô thất vọng, anh ghét bỏ cô, anh không thương cô. Anh cần có một cô gái tốt hơn. Là mặt mặt nghĩ mình nên vui mừng. Nhưng cô không khống chế được, lệ rơi đầy mặt. Thì ra yêu là lúc một loại tổn thương. Người tàn nhẫn lựa chọn làm tổn thương người khác, người lương thiện lựa chọn làm tổn thương chính mình. Là mặt mặt nghĩ cô yêu anh vì tốt cho anh, cô bằng lòng dành cho anh điều tốt đẹp nhất, làm tổn thương cô cũng không sao cả. Điện thoại đột nhiên vang lên. Cô vươn tay cầm điện thoại, là tin nhắn của Lý Tỉnh Thâm gửi đến. Cô nhẹ nhàng mở ra, bên trong chỉ có 8 chữ: anh tự siêu lòng, tùy ý của em. Lý Tỉnh Thâm đã suy nghĩ, còn quyết định trước, mang từng người miếng của mình nói rõ với cô. Anh nói, anh tự siêu lòng, tùy ý của em. Anh nhìn tin nhắn gửi đi thành công, liền tắt di động. Cùng lúc đó, phi cơ cất cánh, rời khỏi thành phố Bắc Kinh. Là mặt mặt, anh tự siêu lòng, tùy ý của em. Siêu lòng là chuyện của anh, tùy ý là quyền tự do của em. Anh thích em, còn em thì sao? Thích hay ghét bỏ cũng là quyền tự do của em. Chương 661, người đàn ông không nỡ quên. Lục Niệm Ca từ Lễ Giang trở lại thành phố Bắc Kinh đã một tuần lễ. Giản Thiên Hy gọi cho anh ta rất nhiều điện thoại, anh ta đều không có nghe. Lý Tỉnh Thâm đi Lễ Giang tìm Lăng Mạt Mạt,
Lục Niệm Ca có ở cùng Lâm Mạt Mạt hay không, cô ta không biết. Nếu quả thật như ở cùng một chỗ, thì Lý Tỉnh Tâm có làm gì Lục Niệm Ca hay không? Trong lòng cô ta lo lắng, nhiều ngày đứng ngồi không yên như vậy, nghĩ tới nghĩ đi, cuối cùng vẫn gọi một cú điện thoại cho Lương Tinh Sinh, tìm được chỗ ở của Lục Niệm Ca bây giờ. Sòng Bạc Phi Thành, Giản Tấn Y trầm tư một hồi, cầm chìa khóa xe lên, quyết định tự mình đi tìm tới cửa. Kể từ khi Lục Niệm Ca và Lâm Mạt Mạt tan rã không vui, nên trải qua từng ngày tê liệt, đánh bạc, chơi gái, phong túng tiêu diêu tự tại. Lục Niệm Ca không biết đánh bạc, mà Phi Thành lại rất nhiều chơi bẩn. Anh ta thua, thua rất nhiều tiền. Nhưng vậy thì thế nào? Anh ta là người sắp đặt ở SI nổi tiếng. 2 năm qua, kiếm được không ít tiền. Anh ta thua được. Vì vậy, một đám tụ tập đánh bài ở Phi Thành, coi anh ta như thần tài, rất cung kính hô một tiếng, Lục tiên sinh. Người khác đều cảm thấy Lục Niệm Ca trôi qua những ngày như thần tiên, buổi chiều chơi bài nửa ngày, buổi tối mỹ nữ ở trong ngực. Chỉ có Lục Niệm Ca biết, anh ta tuyệt đối không thích cuộc sống như thế, đây là điều anh ta ghét nhất. Anh ta cố tình muốn thử, giống như anh ta biết mình không thể hút khói, nhưng anh ta cố tình muốn hút. Nói trắng ra là tự mình dày vò mình, ngược đãi mình. Lần này buổi trưa, vận khí Lục Niệm Ca không tốt, liên tiếp thua vài ván. Bị thua, tâm tình càng thêm buồn bực. Vì vậy, giống như tên phá của, ném một đống tiền, đi ra phòng bạc. Sau khi đi ra, Lục Niệm Ca cũng không biết đi nơi nào, đến nơi biếng nằm ở trên lan can lầu 2. Trong tay kẹp điếu thuốc, nhìn một đám người đang chơi máy đánh bạc. Ánh mắt anh ta lại từng chút trở nên mờ mịt. Anh ta biết, thật ra thì anh ta có thể không sống qua ngày như vậy, có thể quên đi Lâm Mạt Mạt, có thể tiếp tục cuộc sống vinh quang chói lọi, nhưng ta không muốn. Anh ta cảm giác mình dơ bẩn, khi Lâm Mạt Mạt đã từng là cô gái mà anh ta yêu mến, anh ta đã tự biến mình thành kẻ dơ bẩn, cũng không trở lại sạch sẽ được nữa. Cho nên, hiện tại, anh ta tội gì mà giả mù sa mưa, trở thành một người sạch sẽ, không bằng cứ trà trộn ở chỗ này như vậy. Lục Niệm Ca chậm rãi giơ tay lên, hít một hơi, từ từ phun khói xa. Lục Lơ đã ngẩng đầu lên, nên thấy một bóng người quen thuộc, vừa đi, vừa gọi điện thoại. Anh ta nhíu mày, nghĩ thầm, tại sao cô lại đi tới đây? Lục Niệm Ca dừng một chút, dập tắt khói, lên xài bước đi tới chỗ Giản Thần Hy. Giản Thần Hy không nhìn thấy Lục Niệm Ca đến gần, tiếp tục nói chuyện điện thoại. Lên tiên sinh, tôi đến Phi Thành, bây giờ Niệm Ca còn đang ở Phi Thành hay sao? Tiếng của Giản Thần Hy vừa nói xong, điện thoại di động của cô đã bị người ta rút từ trong tay. Đáy mắt Giản Thần Hy hiện lên vẻ không vui, lập tức quay đầu. Sau đó, liền nhìn thấy Lục Niệm Ca vẫn ung dung đứng ở sau lưng cô ta, trong tay cầm điện thoại di động của cô ta, liếc nhìn từng chút. Lập tức sắc mặt Giản Thần Hy trở nên tái nhợt. Lục Niệm Ca nhìn một chút, liền nhếch môi, âm điệu lạnh lùng bật cười, nhét điện thoại di động của Giản Thần Hy vào trong tay cô ta, âm dương quái khí nói: Được rồi, biết là cả hệ thống định vị rồi. Tiềm thức Giản Thần Hy liền cho rằng Lục Niệm Ca đang tức giận. Cô ta thật lâu không có gặp anh, cô ta nghĩ cùng anh trò chuyện thật tốt, không muốn làm cho anh tức giận. Dù là người xa lạ cũng phải hòa hoãn nói chuyện đôi câu. Cô khỏe không? Tôi rất khỏe, anh thì sao? Cô ta đã thấy hài lòng. Niệm Ca, anh đừng tức giận. Giản Thần Hy nín một hồi để nói ra một câu như vậy. Về sau em sẽ không thấy nữa. Ngược lại Lục Niệm Ca giống như nghe được một trò đùa lố bịch, cười tự giễu. Sau khi cười xong, anh ta liền nhìn chằm chằm vào Giản Thần Hy, yên lặng mà nói: Tôi không có tức giận. Anh ta nói là sự thật, anh ta không tức giận. Cho tới bây giờ, thế gian vạn vật có thể ảnh hưởng đến tâm tình của anh ta chỉ có một, cô ấy tên là Mạt Mạt. Nhưng cô không còn là nửa điểm quan hệ với anh ta nữa. Trừ cô, người nào cũng không kích động được đến tâm tình anh ta. Anh ta giống như không có tâm, không có mừng rỡ, không có tử bi. Sống như thế thật đáng buồn. Giản Thần Hy nhìn Lục Niệm Ca bình tĩnh như vậy, cô ta càng khẩn trương hơn. Cô ta cắn cắn môi dưới, cô đang muốn nói chuyện. Ai ngờ Lục Niệm Ca nên coi như là không có cô ta,
đi lướt qua bên cạnh người cô ta. Giản Thanh Hy vươn tay bắt được cánh tay Lục Niệm Ca. Lục Niệm Ca không có phản kháng, chỉ là thân thể dừng lại, ánh mắt cũng không có liếc nhìn cô ta một cái, lạnh lùng nói một câu: nếu như cô mở miệng không phải nói chúng ta ly hôn thì tốt nhất đừng lãng phí miệng lưỡi. Sau đó anh ta liền bỏ rơi Giản Thanh Hy. Nhất thời Giản Thanh Hy không đứng vững, cô cũng không biết mình ra sao, trước mặt bỗng tối sầm, liền ngã trên mặt đất ngất đi. Có người thấy được, hốt hoảng kêu một câu: có người té bất tỉnh. Lúc này Lục Niệm Ca mới không nhanh không chậm quay đầu, nhìn Giản Thanh Hy nằm dưới đất, trầm mặc hồi lâu. Anh ta đột nhiên vẫy tay với một người đang đi ngang qua, đưa ra một xấp tiền, chỉ Giản Thanh Hy bên đất nói: đưa cô ấy đến bệnh viện, số tiền này toàn bộ về cậu. Người nọ thấy một chuyện thoải mái như vậy mà được rất nhiều tiền, nhất thời làm không biết mệt, ôm lấy Giản Thanh Hy lấy tiền rồi rời đi. Sau đó Lục Niệm Ca trở về sòng bạc, cũng không biết cái duyên cớ nào Lục Niệm Ca luôn thua nhiều lần như vậy, cuối cùng bắt đầu thắng. Những người ở chỗ đánh bài với anh ta có một người thua thảm nhất, nhưng không có nửa điểm lo âu, ánh mắt láo liếc liền hạ xuống. Lục Niệm Ca cười lạnh, mở miệng nói: anh có nhiều tiền như vậy không? Người nọ cười ha ha nói: Lục tiên sinh là đang đem thường tôi sao? Đừng nói là số tiền này, cho dù gấp 10 lần tôi cũng có đấy. Thật sao? Lục Niệm Ca không chút để ý trả lời một câu, rồi ngậm miệng tiếp tục hút thuốc. Người nọ cảm thấy trong lời nói của Lục Niệm Ca có chút châm trọng nên không cam lòng bĩu môi, nói tiếp: trong tay tôi có 1.000 vạn đâu rồi, còn có 1 mạng đổi lấy. Có người tò mò hỏi thăm: chuyện gì xảy ra vậy? Nơi này chơi bài đều là bất chấp pháp luật, cái chuyện thất đức gì cũng có thể làm hết, cho nên người ở nơi này cũng không che giấu, liền trực tiếp nói: mượn giết người chứ sao? Người nọ mở bài ra, miệng không giấu giếm tùy nói: anh trai tôi nhận được một khoản tiền lớn sau khi thành công, 100.000 vì thế nên đi. Vừa lái xe đụng chết người, anh ở trên đường nói ra một chiếc Bugatti đụng chết anh tôi. Chuyện này nghe rất quen thuộc, hình như là sự cố giao thông xảy ra thời gian trước ở đầu đường Văn Hóa. Có người nói chen vào: đúng, chính là chuyện lần đó. Người đó đáp lại một tiếng rồi không nói gì nữa. Ngược lại Lục Niệm Ca vẫn im lặng nghe từ đầu đến giờ, bất chợt lười biếng mở miệng, nhìn như lơ đãng hỏi thăm một câu: giết ai đấy? Cái này không thể nói. Người kia cười hì hì một tiếng, lên thân bí phun ra một câu: người đó có dính dấp tới tập đoàn Bạc Đế, không chọc nổi, cho nên mọi người xem như không biết thì tốt hơn. Lục Niệm Ca gật đầu một cái, tiếp tục đánh bài. Nhưng sau mặt anh ta nhìn không tốt, trong đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, nghĩ tới tiền gửi ngân hàng của mình hình như cũng chuyển đi 100.000. Vì vậy tùy ý hỏi: lúc nào thì nhận được tiền? Người nọ cũng không nghi ngờ gì, nói đã 1 ngày rồi. Lần này Lục Niệm Ca hoàn toàn im lặng, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ. Không cần hỏi cũng biết, chuyện kia tất nhiên là Giản Thần Hy làm. Người muốn giết chắc chắn là La Mạt Mạt. Vừa lúc Lý Tỉnh Thâm theo gót La Mạt Mạt nên thủy xui thần khiến xảy ra chuyện như vậy. Lục Niệm Ca nghĩ đến thất thần, quên mất đánh bài, có người khu anh ta. Anh ta mới lấy lại tinh thần, nhìn chăm chăm vào con bài hồi lâu, chỉ đánh lung tung. Sau đó vừa lúc ấy thì di động vang lên. Lục Niệm Ca lấy di động ra, liếc mắt nhìn thấy người tên gọi tới, liền nhếch môi cười. Nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện. Sau đó anh ta chậm rãi nhận điện thoại, bên trong truyền tới không phải là giọng của Giản Thanh Hy mà giọng của một người phụ nữ khác: xin hỏi đây là chồng của cô Giản sao? Lục Niệm Ca ừ một tiếng: tiên sinh, chúc mừng anh, cô Giản đã mang thai 3 tháng rồi. Trong điện thoại, giọng nữ kia chứa đựng sự vui vẻ chúc mừng Lục Niệm Ca. Lục Niệm Ca sửng sốt, ngay sau đó khẽ nhếch khóe môi nhàn nhạt, đáp một tiếng ồ. Giọng phụ nữ trong điện thoại lập tức có chút lung túng. Bất cứ người nào làm ba cũng đều rất vui sướng, tại sao từ giọng nói bên kia điện thoại cô ta không nghe ra có chút vui vẻ nào, ngược lại có chút dọa người không hiểu được. Tiên sinh, thai của cô Giản hơi không ổn định, bây giờ nằm trong bệnh viện nghỉ ngơi. Bệnh viện chúng tôi là bệnh viện nhân dân thành phố Bắc Kinh.
Lục Niệm Ca ừ một tiếng, rồi tựa vào ghế, cũng không biết nghĩ gì, hồi lâu sau mới mở miệng nói. Tôi biết rồi. Cúp điện thoại, Lục Niệm Ca vẫn đánh bài với mọi người như cũ. Sau đó, không có vận may, liền thắng lúc được, lúc thua lại gấp đôi. Ánh mắt Lục Niệm Ca từ đầu tới cuối không chớp, sờ trong túi của mình, không có tiền mặt, vì vậy liền rời khỏi đó. Ra khỏi phi thành, Lục Niệm Ca lái xe trên đường vòng vo hồi lâu mới mua một đôi giày cao gót, xách đi vào bệnh viện. Lúc Lục Niệm Ca tới, Giản Thế Đi đang ngủ, người giúp việc của bọn họ đang trông chừng, thấy anh ta, đáy mắt thoáng hiện vẻ vui mừng. Anh Lục đã tới. Lục Niệm Ca gật đầu một cái, liếc mắt nhìn Giản Thần Hy nằm trên giường, nhìn chằm chằm khuôn mặt cô ta trong chốc lát, lên rơi tầm mắt xuống bụng cô ta. Nơi đó rất bằng phẳng, bên trong có con của anh ta. Lục Niệm Ca không khống chế được suy nghĩ, nghĩ tới câu La Mạt Mạt đã từng nói với anh ta. Lục Niệm Ca, chờ chúng ta kết hôn, chúng ta sinh hai đứa bé, một trai một gái, con trai gọi là Lăng Ái Ca, con gái gọi là Lục Ái Mạt. Con ư? Cô gái kia đã từng nói sinh con cho anh ta, một nam một nữ, sau đó cộng thêm anh ta và cô, một nhà bốn người, gia đình hạnh phúc. Khi đó trong đầu anh ta còn thực sự tưởng tượng ra được hình ảnh như vậy. Năm tháng yên bình, thời gian ấm áp, nhưng bây giờ làm thế nào anh ta cũng không tưởng tượng được ra hình ảnh như thế nữa. Có phải chăng chỉ là đáy lòng buồn, không dứt? Bởi vì anh ta biết cô sẽ không sinh con cho anh ta. Cô sẽ sinh con cho người khác sao? Cô sẽ nở nụ cười đầy hạnh phúc với người khác rồi ngây ngốc nói: chờ chúng ta kết hôn, chúng ta sinh hai đứa bé, một trai một gái, con trai gọi là, con gái gọi là. Bất kể hai đứa bé tên gì, anh ta biết sẽ không phải là Lăng Ái Ca, sẽ không phải là Lục Ái Mạt. Lục Niệm Ca nghĩ, anh ta đã từng có hạnh phúc, từng có tình yêu, nhưng bị anh ta không cẩn thận vứt bỏ, sau đó không thể tìm về được nữa. Thưa anh ngồi xuống đi, bà chủ vừa mới ngủ không lâu. Người giúp việc chứng kiến Lục Niệm Ca vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào Giản Thần Y, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Lục Niệm Ca đảo tròn mắt, rời tầm mắt dừng lại bên ô ngoài cửa kính. Người giúp việc thấy cái túi anh ta cầm trong tay, cười nói: thưa anh, đây là quà anh mua tặng bà chủ sao? Lục Niệm Ca gật đầu một cái, đặt trên bàn cạnh giường. Người giúp việc cười nói tiếp: bà chủ tỉnh lại nhất định sẽ rất vui vẻ, lâu lắm rồi ông chủ không có tặng quà cho bà chủ. Lục Niệm Ca không nói gì, người giúp việc cũng im lặng. Người giúp việc bên cạnh cũng biết điều nên thấp giọng nói: thưa anh trông chừng bà chủ một lát, tôi ra ngoài mua chút nước trái cây cho bà chủ. Lục Niệm Ca gật đầu một cái, nhưng chỉ sau khi người giúp việc rời đi 5 phút đồng hồ, anh ta cũng đứng lên đi khỏi đó. Lúc người giúp việc trở lại, Giản Thế Ni đã tỉnh lại nằm trên giường, đáy mắt thoáng hiện vẻ vui mừng nhàn nhạt. Người giúp việc không nhìn thấy Lục Niệm Ca nên không nhịn được hỏi: bà chủ, ông chủ đâu rồi? Đáy mắt Giản Thế Ni tràn đầy kinh ngạc: ông chủ nào? Bà chủ, không phải cô mang thai vui mừng quá nên đầu óc cũng ngốc đi rồi chứ? Có thể là do ông chủ nào nữa, tất nhiên là ông chủ chồng cô, anh Lục à? Người giúp việc chỉ chiếc túi trên bàn, nói với Giản Thần Hy: buổi chiều ông chủ đến thăm bà chủ, còn mang theo cả quà tặng. Đáy mắt Giản Thần Hy lập tức hiện lên vẻ vui mừng nhàn nhạt. Cô ta vươn tay, sờ lên bụng mình thầm nghĩ: đứa nhỏ này thật đúng là cọng cỏ cứu mạng cô ta. Có lẽ có thể cứu vãn được cuộc hôn nhân vốn không hạnh phúc này. Cô ta nghĩ, có đứa con thì Lục Niệm Ca sẽ thay đổi. 3 ngày sau đó Giản Thần Hy xuất viện. Cô ta sinh hoạt rất cẩn thận, chân không ra khỏi cửa dưỡng thai. Cho tới một ngày, thu dọn đồ đạc, thấy đôi giày cao gót Lục Niệm Ca tặng cho mình, liền thử qua rồi đi xung quanh phòng ngủ. Chưa đi được mấy bước, Giản Thần Hy không cẩn thận ngã úp xuống đất. Sau đó, một cơn đau tê tâm liệt phế từ trong bụng cô ta truyền đến. Cô ta hét lên một tiếng, rồi lên chìm vào trong bóng tối. Đợi đến lúc cô ta tỉnh lại lần nữa, bác sĩ nói cho cô ta biết đứa bé đã không còn nữa. Lý Tình Thâm rời đi. Nói tóm lại, Lam Mạt Mạt có thể không cần rút khỏi làng giải trí, song vẫn xin phép công ty SD nghỉ ngơi 1 năm.
công ty SI nghĩ tới, cô chưa tốt nghiệp đại học, vì vậy lần nữa sắp xếp cô về lại đại học âm nhạc để bận việc đèn xanh. Là mặt mặt ở trong ký túc xá hai người, người nữ sinh kia tên là Lâm Hiểu Nhu. Hai người ở chung xem ra cũng không tệ, nhưng khác biệt duy nhất là Lâm Hiểu Nhu liên tục thay đổi bạn trai, còn Lâm Mặt Mặt thì không nói chuyện với nam sinh. Thật ra thì Lâm Hiểu Nhu rất tò mò về cô gái Lâm Mặt Mặt này. Cô ấy biết cô đã từng là ca sĩ rất nổi tiếng trong công ty giải trí âm nhạc SD, là học sinh của thần thoại duy nhất của giới âm nhạc. Lần đầu tiên Lâm Hiểu Nhu gặp Lâm Mặt Mặt cũng không cảm thấy cô gái này có gì khác biệt, ngoại trừ dáng dấp đẹp mắt một chút. Nhưng sau một thời gian dài tiếp xúc, Lâm Hiểu Nhu mới phát hiện Lâm Mặt Mặt này thật ra thì có rất nhiều điểm đặc biệt. Chuyện khiến cô ấy khắc sâu trong trí nhớ là mùa thu, có một người cầm một bó hoa hồng to đùng đứng dưới lầu ký túc xá tỏ tình với cô, đứng ở khoảng tầm một đêm mà cô không chút cảm động. Sáng sau, Lâm Mặt Mặt và Lâm Hiểu Nhu cùng đi học thì bị nam sinh kia kiên trì, bền bỉ, chặn lại. Nam sinh kia nghiêm túc nhìn Lâm Mặt Mặt, tình cảm nồng nàn chân thành, mở miệng. Lâm Mặt Mặt, tôi thích cậu, từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu tôi đã thích cậu, bóng dáng cậu khắc sâu trong lòng tôi, vì vậy tôi chả không nhớ cơm, không nghĩ. Lời nam sinh kia còn chưa na nói được phân nửa, Lâm Mặt Mặt cau mày, trong lúc bất chợt, mở miệng hỏi. Vì bạn học này, có phải bạn bị cảm rồi không vậy? Nam sinh nghe thấy Lâm Mặt Mặt hỏi như thế, cho rằng Lâm Mặt Mặt đang quan tâm mình, vì vậy liền vui vẻ ra mặt, gật đầu nói. Đúng vậy, chờ cậu cả một đêm có chút cảm lạnh, nhưng không quan trọng, cảm ơn đã quan tâm. Lâm Mặt Mặt lại cau mày, không nhẹ không nặng, mở miệng nói. Vậy làm phiền cậu tránh xa tôi ra một chút, đỡ lây nhiễm cho tôi. Trong nháy mắt, vẻ mặt nam sinh kia trở nên cứng ngắc, bó hoa trong tay lập tức rơi xuống đất, bùng ra. Lâm Mặt Mặt thở ơ đi qua bên cạnh cậu ta. Lâm Hiểu Như giơ tay lên, che miệng mình, đi cùng Lâm Mặt Mặt một khoảng xa mới lên tiếng, kinh ngạc vạn phần mở miệng nói. Trời à, Mặt Mặt, trình độ giết người trong nháy mắt của cậu mãnh liệt quá, cậu không thấy sắc mặt nam sinh kia giờ trở nên khó coi bao nhiêu đâu. Lâm Hiểu Như lại nhảy nó một hồi, lên to ho hỏi Lâm Mặt Mặt. Mặt Mặt, nhiều nam sinh theo đuổi cậu như vậy, chẳng lẽ không có người nào khiến cậu động lòng hay sao? Lâm Mặt Mặt không nói gì, Lâm Hiểu Nhu nói tiếp. Mặt Mặt, tớ thực sự tò mò có phải cậu yêu một người nào đó rồi hay không? Lâm Hiểu Nhu vừa dứt lời, Lâm Mặt Mặt liền dừng lại. Lâm Hiểu Nhu kinh ngạc dừng bước, quay đầu lại nhìn Lâm Mặt Mặt, thì phát hiện ánh mắt Lâm Mặt Mặt có chút hoảng hốt. Có phải cậu yêu người nào đó rồi không? Một câu nói đơn giản và thật như vậy khiến những bụi trần dưới đáy lòng tràn hết ra ngoài. Vào lúc này năm ngoái, cô bắt đầu đi vòng quanh thế giới để quay lại những phong cảnh đẹp. Vào lúc này năm ngoái, trước phần mộ của ông cố, cô nói với một người, trên thế giới này chỉ còn sót lại mình cô. Anh nói, cô còn có anh. Vào lúc này năm ngoái, cô bắt đầu dần dần yêu một người. Chỉ trước mắt đã qua một năm rồi sao? Mặt Mặt, sao vậy? Giọng của Lâm Hiểu Nhu chuyển tới, Lâm Mặt Mặt mới đảo trong mắt lấy lại tinh thần. Cô cong môi, theo Lâm Hiểu Nhu tiếp tục đi về phía trước. Đang đi, Lâm Mặt Mặt lại đột nhiên lên tiếng hỏi thăm. Hiểu Nhu, hôm nay là ngày mấy? Lâm Hiểu Nhu xem lịch, lúc này Lâm Mặt Mặt mới hạ mí mắt xuống. Ngày này năm ngoái là sinh nhật của anh. Lâm Mặt Mặt lập tức nói một câu với Lâm Hiểu Nhu. Tớ không đi học, tớ có chút việc phải làm. Nói xong, cô liền quay đầu trở về ký túc xá. Lâm Hiểu Nhu chu mò một cái, rồi quay người bước theo Lâm Mặt Mặt trở về. Lâm Mặt Mặt trở lại ký túc xá, ngồi trước điện thoại riêng của ký túc xá. Tay nhiều lần nâng lên, rồi lại hạ xuống, lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Cuối cùng, cô mới cầm ống nghe, nhấn lên bàn phím một dãy số. Lâm Mặt Mặt cầm chặt ống nghe, vì quá dùng sức nên ngón tay hơi trắng bệch. Tút tút tút, âm thanh liên tục vang lên ba lần như vậy chỉ mười mấy giây, nhưng Lâm Mặt Mặt cảm thấy sống bằng cả một năm. Rốt cuộc điện thoại cũng có người nhận,
Tim La Mạt Mạn lên nhảy lên tận cổ họng. Cô khẽ nhắm hai mắt lại, vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại nghe thấy bên trong truyền tới một giọng nữ rất êm tai, mềm mại, đáng yêu và nhẹ nhàng. Alo, xin chào. Lâm Hiểu Nhu vẫn luôn cẩn thận quan sát La Mạt Mạn. Cô ấy nhìn thấy sau khi cô gái gọi điện thoại xong, rõ ràng có hai giọt nước mắt rơi xuống đất. Lâm Hiểu Nhu ở cùng La Mạt Mạn gần 9 tháng, cô ấy vẫn luôn cảm thấy La Mạt Mạn giống như một người không có cảm xúc. Bây giờ, trong lúc bất chợt thấy cô khóc, nhất thời hơi luống cuống, không nhịn được mở miệng nói. Mạt Mạn, cậu làm sao vậy? La Mạt Mạn quay đầu, đáy mắt chứa đầy nước, nhưng khóe môi lại nở ra nụ cười xinh đẹp nhạt nhẽo. Cô lắc đầu một cái. Không sao. Vừa mới nói, nước mắt liền rơi xuống không ngừng. Lâm Hiểu Nhu vội rút khăn giấy, lặng lẽ đưa cho La Mạt Mạn, yên lặng ngồi bên cạnh cô, nhìn cô khóc. La Mạt Mạn khóc trong chốc lát, rồi mới cười, lau sạch nước mắt. Nụ cười mang theo vài phần xấu hổ, đột nhiên mở miệng hỏi. Không phải cậu hỏi tớ có yêu ai đó rồi sao? Lâm Hiểu Nhu khẽ gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói. Mạt Mạn, tớ chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi, không phải chạm đến chuyện đau lòng của cậu đấy chứ. Xin lỗi. La Mạt Mạn lắc đầu nói. Không cần phải nói xin lỗi, chính xác là tớ vẫn còn đang nhớ tới một người. Lâm Hiểu Nhu kinh ngạc nhìn La Mạt Mạn, hỏi ngược lại. Người nào? Là một người đàn ông tớ không nỡ quên. Lúc La Mạt Mạn nhắc tới người này, nụ cười trên mặt rất ấm áp, rất đẹp, cũng rất khổ sở. Lâm Hiểu Nhu không nói gì, rất im lặng nhìn chằm chằm La Mạt Mạn. Cô ấy vẫn luôn cảm thấy La Mạt Mạn là một cô gái có câu chuyện cũ nào đó. La Mạt Mạn hơi dừng lại, lười biếng, dựa vào trên ghế, giơ tay lên vẽ loạn trên bàn. Lâm Hiểu Nhu không chú ý rốt cuộc ngón tay cô vẽ những gì. Chỉ có đáy lòng La Mạt Mạn biết, cô vẽ hai người có ảnh hưởng tới cuộc đời này của cô. En Sơn, Tỉnh Thâm. Cô vẽ đi vẽ lại tên của hai người kia, vẽ tới cuối cùng, những thứ cô không muốn chạm vào và nhớ lại liền từng chút hiện ra. Giọng cô mang theo chút hoảng hốt, nhẹ nhàng nói. Tớ đồng thời yêu hai người đàn ông này. Chuyện xưa của cô rất dài, cũng rất đẹp. Lúc kể cho Lâm Hiểu Nhu nghe, che giấu rất nhiều thứ. En Sơn gọi là người đàn ông đầu tiên, Lý Tình Thâm gọi là người đàn ông thứ hai. Lâm Hiểu Nhu nghe rất nghiêm túc. Mãi cho đến lúc La Mạt Mạn kể xong, hồi lâu Lâm Hiểu Nhu mới mở miệng nói. Từ trong câu chuyện cũ của cậu, có thể nghe ra cậu rất thích người đàn ông thứ hai. Tại sao cậu không ở chung một chỗ với anh ấy? Anh ấy tốt với cậu như vậy. La Mạt Mạn cười, đáy mắt mang theo ánh sáng bi thương. Vì tớ không xứng với anh ấy. Có một số việc không tiện mở miệng với Lâm Hiểu Nhu. Ví dụ như quy tắc ngầm giữa cô và En Sơn, ví dụ như cô còn lên giường với Lý Tịnh Tâm. Cho nên, Lâm Hiểu Nhu chỉ có nghi ngờ như vậy, cũng không thể tránh được. La Mạt Mạn dừng một lát, rồi nói tiếp. Anh ấy xứng đáng có cô gái tốt hơn. Lâm Hiểu Nhu nói. Vậy người thứ nhất, anh ta hẹn gặp mặt cậu, cậu có gặp không? Không. La Mạt Mạn lắc đầu một cái. Lúc ấy tớ hiểu rõ mình không thành thật. Tớ rất xin lỗi người đàn ông thứ nhất. Tớ cũng rất xin lỗi người đàn ông thứ hai. Bọn họ rất tốt, người xấu là tớ. Vậy cậu có hối hận không? Không hối hận. La Mạt Mạn không hề nghĩ ngợi, trả lời dứt khoát. Cô chưa từng hối hận cách làm ban đầu của mình, giống như cô chưa từng hối hận đã yêu thương bọn họ. Có lẽ bây giờ cô không còn yêu sâu đậm En Sơn nữa. Có chăng chỉ là thiệt thòi nhớ mãi không quên. Xin lỗi các bạn nha, hôm nay mình định sửa stream dài một chút, tại vì lâu lâu rồi thì mình mới có thể đọc truyện lại cho các bạn. Thì nguyên do thì mình cũng đã nói với các bạn ở phần đầu truyện rồi. Thế nên là có một số việc rất là phức tạp bây giờ mình đang cần phải giải quyết cho cái kênh của mình. Thế mong các bạn hãy thông cảm cho mình. Và thứ hai nữa là hôm nay bên nhà hàng xóm đang có công trình xây dựng và cái con chó bị nhốt nó kêu rất là nhiều, rất là đau đầu, rất là khó tập trung để đọc truyện, nên mong các bạn thông cảm cho Loki nha. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ Loki. Thank you, bye bye.